Chào mừng các bạn đã quay trở lại ngày thứ ba tại Kristiansund. Bây giờ gia đình cùng nhau đi ăn sáng xong rồi bắt đầu đi dạo vòng vòng ha. Giờ đi cái đếm tìm cái chỗ ăn sáng. Đang 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 như quẹo bên này. Đây. Ôi cậu đông nghẹt luôn. Tưởng mình trễ mà hay nghe con người cũng trễ. Xếp hàng để vô lấy bàn ăn sáng. Rồi các bạn ơi, đi vô. Bàn cho 4 người. Đông. Có kìa, lấy giùm mấy anh. Về bàn. Yo. Mời mọi người ăn sáng nha. Nằm. Nằm đây làm gì á? Hả? Làm gì á? Tay dính dính nè. Tối hôm qua đi ban đêm không thấy hả? Thấy không rõ, giờ đi ban ngày nha. Ban ngày thấy đông vui.
vắng. Shopping Sunless Sunless Sunless. Tại nó la âm sùm, nó gặp gặp chó là nó sủa. Zara 50% Optin. Thứ hai đi tham quan tại đây Kristiansand, trời đẹp nhưng mà gió lạnh nha, em phải bận mấy áo lạnh quá chừng gió, còn đứng ngoài nắng thì nó ấm, nó vừa ở trong mát thì nó gió lạnh. Đường kia đông quá, anh đi đường này cho nó vắng tí. Băng qua đường đường này thì về khách sạn của em. Xe lửa điện chở khách du lịch đi vòng vòng chơi. Đây thêm chiếc nữa nè, tới tay đầy rồi đi nha. Đó, tông 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 tông. Tông 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 tông. Cái nhà thờ kêu chuông quá chừng vậy ha. Mười hai giờ rồi, nhà thờ đổ chuông. Ngay giờ linh luôn. Trời đất. Ai đây? Ai đây? Hả? Thư viện ở Kristiansand. Có mây đen nha. À, có nước cho chơi nữa nè. Vô cái lửa nhẹp liền. Dòng người quá lại chờ ai muốn bán gì bán. Gió hỏi quá phải dịnh bản. Đây đồ của nhà thờ nè, bán đồ của nhà thờ chúa ha. Sơ ra bán áo lạnh nè. À, lạnh thổ người dân tộc. Không biết đã cắt bán gì bán có nè.
quay dữ vậy. Ôi, nhìn lên cái muốn chóng mặt luôn á. Thấy mây nó bay cái mình tưởng tượng là cái nhà thờ nó di chuyển á, cái mình đứng mình lắc lư luôn. Là sức khỏe mình cũng không được tốt lắm nha. Miếng đá biểu tượng hả? Vô nhà thờ chơi. Vô nhà thờ không em? Đi vô tham quan nhà thờ. Đi vô thăm chú nha. Chú ơi, con đã đến. Khách du lịch không? Này, kinh thánh. Cái ghế ngồi. Ai muốn ngồi đâu ngồi. Rằng cao ha. Căn nhà cao cũng mười mấy mét á. Cây. Chúa đang bàn việc đại sự. Hay cái con chim của Chúa hãy quay về bên ta. Có dạng âm thanh sau lưng đó. Cái này to hơn. Em đã thâm nhập vào bên thiên bàn của Chúa Trời. Con đã về bên Chúa rồi. Cây ở nhà. Cây này cây thông quá. Con Duyên là cái mặt y chang rùi, cái đầu rùi rùi hả con, nhìn nhện vậy lạ cừ ha. Quậy mày. Rohit Garden. Con chó kìa.
nó mở nó chạy. À, trạm xe buýt này có xe buýt vô rồi. À, ai đi không? Ai đi không? Ai đi xe buýt không? Nó có giờ, nó có thời gian ở trên đây nè. Mấy phút có chuyến tới. Nè. Mình chưa tới, mình ngồi đây mình đợi. Đó, xe buýt. Đó, xe buýt này chở cái đĩa cái phốt ra luôn nè. Đi xe nè. Ra ngoài đó luôn á. Ra chỗ hôm qua tụi này đi. Chở các bạn luôn. Mấy bên này thấy nhà thấy nó chắc cứu hơn ha. Nhà bằng tường á, không có nhà bằng cây. Nhà bằng tường không à ha, thiệt ha. Đây bỏ bê tông. Stronger nhà bằng cây nhiều. À, nắng rồi đó. Nắng ấm rồi sáng ra lạnh quá. Giờ ấm. Mà ở đây nó xây tường chắc ghê. Ờ à, cái xe rửa đường nó quậy ồn dễ sợ luôn. Mấy nhà ở đây nhà xây chắc. Đủ duyên chắc phải dọn ở đây luôn quá. Mấy xe đậu ngoài đường vậy chứ trả tiền hết nha, không phải là đậu không nữa. Ở bên này là container về đây. Quá trời luôn à, tàu, bến tàu. Ê. Sơn Lon Center. Em đậu ở dưới hầm. Chỗ này lớn lắm rồi. Bá lửa luôn. Kimetsu. Dọc trong Center. Cũng giống Center trên mình ha. Tiệm đô la store món kẹo bánh rồi chứ. Thái buồn phè quá. Tôi xin nhớ coi thử à. Tiệm bán đồ chơi. Đây là 1 tiếng 129, 2 tiếng 199. Vô đây là chơi mấy trò chơi của nhỏ nhỏ nít. Nhảy nè. Rồi đánh gôn nè. Đó nó chơi gôn nè. Luôn. Lớn khủng khiếp luôn, nãy đi bỏ chân luôn, chưa đi hết. Yellow Airship. Nè nè. Okay.
Tối nữa rồi. Bà vô Bluetooth ba cây. Đây. Hoa sen quán. Ở Chris Sanson. Sao lưng em là nhà biết rồi. Sao mấy? Đôi quá. Đây ở trong nhà xe. Nó rỉ tôi đi kìa. Rỉ lôi đi. À, mặt đơn là làm cái mặt tiền ngầu không? Mặt tiền Ai Cập Hy Lạp chứ. Đó là xe đạp. Mình muốn được hai tiệm sushi, ba sushi. Như là hai sushi. Kêu. Hãy nghe nó kêu. Hay là mua vô ăn gì? Mấy đó rồi đi. Vậy bên kia có mini kìa. Tối đi dạo vòng vòng sau đó bụng mà mua sushi về dứt. Giờ này bên này là gần 9 giờ tối rồi đó. Im lìm. Giờ này chắc đang ngủ ha. Vắng à, vắng tanh à. Coi đã đời xong rồi siêu thị cửa hàng người ta đóng cửa. Đóng cửa hết 11 phút. Bên đây 10 giờ đóng cửa mà giờ này bên này 10 giờ mấy rồi. Rồi đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Nghe cái nhà thờ sáng này. Rồi, phim của em tới đây đã xin được chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha. Giờ đóng cửa 10 giờ đóng rồi, mặt đó là đóng cửa luôn. Chỉ có mấy cái tiệm 7-Eleven rồi giống như này. 7-Eleven kế bên nè. À, mở cửa. Xe buýt. Bye bye, đi mua đỡ bánh mì ăn đỡ đi. Một cà phê đủ loại. Đâu xe vô đâu. Anh chạy lên dốc sao anh tụt xuống. Vận động. Nhỏ này cũng muốn chạy heo đó nè.